Dạ mà hành đi. Dạ mà làm cái này em lên Facebook à? Tranh thì tẩy mà yêu mà trị không thấy gì đâu. Ai chơi vui mà. Ừ. Đó. À, anh chụp cái đại số à đúng rồi, anh chụp cái hình viên ghép lại. Làm đến tiền này. Bầu. Đây là. Bà. Bà. Bầu. Nam. Nam. Sao? Đưa tiền vui. Ai mà. À. Tôm. À bà không có trúng này. Bà bà mà mua này mà mua bà trúng á. Nào anh trúng này. Bà mua bà chín cho tôi nghe. Bà. Bà sáu đào mở đây coi để quay sẵn quay vô đây cho nó thật đó sẵn đây đào, mở ý mở cái miền Trung bữa nay nó mà trúng nó mà để ta xem là ý là sao với ông là cũng như bạn chứng là anh coi không có dễ dõi với đồ hết trúng đồ quần đây không em lấy cho anh bốn ngày ngồi không có cho rắp gì không ghi gì thế không chứ mấy người có ngàn xé đứt mẹ cho đây này nhiều khi không chào lãnh á xé đứt cho đây này tôi ghi mới nguy hiểm lắm tôi ghi mới không cần biết đâu cho mà cũng hôm nay cứ nguyên hình nguyên khổ là tốt nhất. Đây, cái này nè, ba nào, đây. Ba sáu. Đây quân ở đây. Nè quân ở đây. Ừ. Đâu. Ngày ba tân hơ 24. Đây. Ngày ba tân hơ 24 thứ bảy. À quân ở. Đó, quân ở cho trúng cho ngon lành quá chứ thế gì nữa mà. À. Rồi thấy không? Đâu đây. Đấy. Quay vô vậy xong gọi xem ba sáu đây. Tục cái đàm đi vô đài nữa, dưới đài ngon he. Ừ. Dưới nè. Rồi sáu số VIP số à mình xuống vô nhanh nhất giá đài 15 triệu. Giá nhất 30 triệu với nhì 15 triệu mình trúng cho ba. Rồi đi. Thôi đi. Trúng cho ba ngon lành. Rồi. Trả ngang. À bạc mấy trăm đi. Hả? Bạc mấy trăm uống nước. Đây. Chơi dữ vậy? Thử đi. Chơi dữ vậy? Thôi đâu vậy? Cảm ơn anh nha. Thôi vậy, thôi vậy, xô. Thầy giá nha. Dạ, dùng quá. Đâu. Cầm dây số đi. Đâu. Chị đi rồi, ông lòng mắt, nhớ cái. Đúng, đâu. Dạ ngang, đâu. Cảm ơn anh xin.